Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Ngày tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Văn Vũ nha. Sẽ giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình một cái lô ngũ sắc thái 5 màu và một số màu khác ha. Làm form dù rất là đẹp, cây rất là thoáng ha. Thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình trang trí sân vườn hoặc là những cái nơi tùy thích ha. Đây là cây hôm nay đang lên hoa. Và đặc biệt vườn số lượng nhiều thì luôn sản xuất quanh năm, quý anh chị em mình cần thì cứ liên hệ ha. Sẽ có giá sỉ tốt nhất và mỗi cây thì lô này ghép xe cho quý cô chú anh chị em mình luôn. Rồi chào anh Vũ. Rồi chào anh Thái ha. Mến chào tất cả cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912. Và hôm nay thì cảm ơn quý anh chị mình đã ủng hộ cái clip dù và thông clip trước cũng bán được vài cây lớn ha quý anh chị. Và hôm nay thì những cái mẫu dù bữa nay nó lên bông cũng kha khá. Em làm theo từ đợt nha quý anh chị. Thì khoảng 3-4 hàng thì nó lên một đợt này rồi sẽ tiếp nói hoài nha anh chị ơi. Hàng giống như lúc nào cũng có nha. Rồi thì em vô một cái cây đầu tiên cho quý anh chị mình, một cái cây dù này thì cũng 3-4 màu quý anh chị ơi, 2-3 màu cũng đều có nha. Đó, thì bông thì gực gỡ nha anh chị. Thì em đo từ mặt chậu lên nha, nó tầm khoảng 1,5 m nha quý anh chị ơi. Đó. Những cái hàng này là em chỉ bao xe tải cho quý anh chị mình thôi nha, 300 cây số, 400 cây số gì đó. Chứ không có ship đường bưu điện được nha quý anh chị ơi. Tán ngang thì nó 85 tới 90 ha, có khung hết trơn nha anh chị. Đó, cây thì hoành cũng hoành 16 nha quý anh chị ơi. Nói chung là 14, 15, 16 nha. Hàng một này cốt thân lắc. Lắc rất là đẹp nha anh chị ơi. Đó, bông thì phải nói là rực rỡ nha. Rồi đem điểm màu cho quý anh chị mình nha. Hàng này là đỏ thái nè. Đó, còn này là cam thái nè quý anh chị. Đó, là hai màu ha. Đem kiếm bên đây coi có màu nào không. Đỏ thái, cam thái và bên đây có màu vàng nữa quý anh chị ơi. Là cây này ba màu anh chị ơi. Đó, cây này ba màu nha. Đặc biệt thì những cái size như thế này quý anh chị em mình thấy làm rất là đều nha. Nó một size, một cỡ. Đó, cái phân tàn nè quý anh chị em. Đây anh chị. Đây cái xương dù nè quý anh chị. Ngó giùm em ha. Đó. Xương dù nè, nó khung dù ở ngoài là em làm bằng sắt nha anh chị ơi. Đó, nên form rất là đẹp nha anh chị. Đó. Và mẫu thì như nhau. Và quý anh chị em mình có thể lựa chọn yêu thích theo cái phong thủy hoặc là mình sở hữu một màu, hai màu, ba màu, bốn màu, năm màu. Đó, thì quý anh chị em mình liên hệ ha. Rồi, mình cứ đi cái mẫu này vô đi tí xíu cái em báo giá cho quý anh chị mình tham khảo cho dễ nha. Đó. Thì nói chung thì cây nó cao 1m3, 1m4, 1m5, 1m6 ha. Và em cũng bán đồng giá cho quý anh chị mình hết trơn ha. Đa số thì này em làm thái thì rất là nhiều ha. Thì trong đó thì cũng có những cái dòng như là hai màu lửa, ba màu lửa nha quý anh chị. Đây thì một cây hàng này được ba màu lửa đang lên bông nha quý anh chị. Full mật bo ha luôn nha. Để tầm khoảng chừng tuần lễ nữa thôi. Thì cây này chiều cao cũng khoảng 1m4 quý anh chị ơi. Nếu tán ngang thì cũng có rồi, 85 tới 90 nha anh chị. Đây em chỉ đo cái hoành cho quý anh chị nha. Ủa, cái thằng, cái đường thằng nó rất là đẹp anh chị. Đường thân rất là đẹp luôn. Đây hoành 14 nha anh chị ơi. Đó, được thân rất là đẹp nha. Hàng này được là đỏ lửa, tím lửa và cam lửa nha anh chị ơi. Full mặt hoa luôn nha. Cây đang sổ nụ nè. Dạ. Và quý anh chị em mình cái khi mà mình gửi xe thì nó có những cái ưu điểm gì tới nhà vườn anh Vũ? Dạ thì mình gửi xe là mình thứ nhất là sẽ giữ được cái độ bông không nó rụng về quý anh chị mình á là sẽ chơi liền nó được nha. Còn ship bưu điện là cái cây này ship không có được nha anh chị. Đó. Nói chung quý anh chị mình, ví dụ mà em gửi rồi em cũng xin báo giá cho quý anh chị mình luôn. Những cái chậu nè, em bán đồng giá hết trơn cho quý anh chị mình, giá là 1,3 triệu một cây. Là em bao phí ship cho quý anh chị mình 300 cây số đường xe tải nha, không giao là đường bưu điện nha quý anh chị. Đó, và quý anh chị mình tới vườn lấy là sẽ có cái giá là cực kỳ là sinh viên luôn nha quý anh chị ơi. Đó, giá sỉ cho quý anh chị mình nha. Đó, đây, thì cây nào cũng như cây đó đây anh chị ơi. Đây ra đây những cái mẫu này nè anh thấy. Quá trời, thằng này thì nó cao chút xíu nha, thằng này thì nó cao chút xíu. Đó. Thằng này thì nó tầm khoảng chừng 1,6 m nha quý anh chị ơi. Nó tán ngang thì cũng y chang vậy nha. Một cốt giót rất là đẹp ha. Dạ, đó. Đây anh chị. Quanh đây là quanh 15 mấy nè quý anh chị ơi. Trời ơi coi nè. Lắc ghê quý anh chị. Hàng này mà mình có nhà rộng rộng mình để chừng 3-4 cây á, nhìn phê lắm nha. Hàng này thì được là đỏ thái là một nè, vàng thái là hai màu nè anh chị ơi. Đó. Hai màu ha. Hàng này chỉ có hai màu thôi nha anh chị, hai màu nha. Rất là đẹp nha quý anh chị ơi. Hình như cái cây này với cây này là một cặp nè, đứng xa xa ra quay một cặp cho quý anh chị. Một cặp rất là đồng quý anh chị. Bên đây là cam thái với lại hồng thái nha. Đó, hai cây. Đó, phơm đẹp lắm quý anh chị. Gác cổng là thầy luôn á. Em cũng bán đồng giá cho quý anh chị mình, giá 1,3 nha. Và đây là một mẫu tiếp theo nè anh thấy, đỏ lửa nè anh thấy. Một màu. Đó, đây nè. Trời ơi, cây này với cây này là một cặp luôn nè quý anh chị. Như cái giới thiệu nãy giờ thì quý anh chị em mình thấy là cây thì trong vườn thì cái số lượng rất là nhiều và một màu từ 1 tới 2, 3 màu, 4, 5 màu quý anh chị. Dạ đúng rồi. Đó, đây quá xá luôn ha. Và những cái hàng lớn hơn 2, 3 mét em cũng vẫn có cho quý anh chị mình nha. Cái đó là quý anh chị mình yêu cầu đi, có thể là liên hệ qua Zalo của em á. Em sẽ chụp hình báo giá cho quý anh chị mình những cái cây 2, 3 mét nha anh chị. Nó còn ở đây là cái hàng chung. Trời ơi, cái cây trước mặt kìa anh thấy. Cây này nó rụng 5 màu đó nè.
Nói chung là này quý anh chị em mình sở hữu cái số lượng nhiều thì rất là ưu đãi và anh thấy cây này nó nè, rất là đều. Trời ơi. Ồ, trắng bất hồng mà ra lên. Trắng bất hồng chỉ cảm thấy anh chị ơi cái cây đó thôi, phải nói là hết bài luôn quý anh chị. Đó, cây đó thì cũng giao lưu một giá, em bán ở đây là một giá một quý anh chị ơi. Thích cây nào chọn cây đó ha. Ví dụ mà em đang quay gì nè, quý anh chị mình yêu cầu cái cây này đi rồi. Quý anh chị mình chụp hình lấy cây này báo qua Zalo em sẽ đo kích thước chiều cao cụ thể em quay clip quý anh chị mình. Đó. Rồi quý anh chị mình hả chốt ha, cũng không có muộn nha anh chị. Cái này là màu vàng với màu trắng phải không? Đây, xa xa là em thấy cái cây này là nó năm màu nè anh thấy. Cây này nó đủ năm màu nè anh thấy ơi. Cây này gồm là màu hồng sắc pháo là 2 là 1 nè, cam là 2 nè, đỏ là 3 nè. Đó. Vàng là 4, trắng là 5 nè quý anh chị. Cây này thì nó cao tầm khoảng 1m7 nha anh chị. Cây đó, rất là tốt quý anh chị em. Dạ. Cao 1m7 tán ngang thì 85 90 hết trơn quý anh chị ơi. Để đây. Mình chu qua quý anh chị em. Dạ. Đó. Cái quạnh đây thì cũng cỡ 15 nha quý anh chị ơi. Nó thốc thăng cao ghê, để em đo cái độ thốc thăng của nó coi. Trời ơi, 1m4 quý anh chị ơi. Thốc thăng 1m4 á. Ghê không, có đẹp không quý anh chị? Đó, năm màu, đó, ngũ sắc này em cũng bán đồng giá cho anh chị mình chơi luôn nha. Đồng giá luôn nha quý anh chị. Đó. Rồi mình đi nới cái đó thì thấy rồi. Quay cụ thể đầu của cây này nè. Hết biết anh chị ơi. Đó. Do cái số lượng nhiều của anh chị em trong vườn. Dạ. Thì làm những cái vàng hết trơn à. Mình đi là đó, mình phải đi theo hàng vậy nè. Dạ đúng rồi. Đó. Đây đây, những cái form hàng lùng nè quý anh chị. Em cũng bán một giá một cho quý anh chị mình nha. Thích cao thì lấy cao, thích lùng thì lấy lùng nha anh chị ơi. Đó. Form rất là đẹp. Cái này là màu cam, màu vàng, màu trắng là được 3 màu nha. Phúc lộc thọ nha anh chị ơi. Đây, ngoài ra thì cũng có một số hàng tím tuyết nữa nghe quý anh chị. Nó nhưng mà nó chưa gỗ bông nha anh chị ơi. Đây. Nó cũng lên quá trời luôn nè. Đó. Cũng bán một giá một cho anh chị mình chơi nha, cho nó dễ nha. Nó sổ, nó đang sổ búp rồi quý anh chị. Nhiều lắm đang sổ búp mà. Quý anh chị em mình lấy về mà bán lại ha, thì lấy những cái mẫu như thế này nè, về đúng mình lên bông lại vừa. Đó, đây đây mình đi qua đây, nép qua đây cho quý anh chị mình thấy nè. Đây cái số lượng thì cái vườn còn rất là nhiều anh chị ơi. Đây, nó còn rất là nhiều nha. Nhưng mà em làm theo khu nha, chứ lên một lượt 1 năm 700 cây bán không có hết nha anh chị. Đó, lên từ từ để mình bán, mình làm hai ba clip cái từ nghe mình bán nha quý anh chị. Đó. Đây nó đang sổ nè quý anh chị. Nhiều lắm quý anh chị ơi. Đây, như cây này nè, quá trời nó cao luôn quý anh chị. Đó. Số lượng thì bên em còn rất là nhiều nha quý anh chị, cung cấp cho quý anh chị mình xỉ và lẻ ha. Rồi mình đi đảo lại đó một vòng nó đi rồi mình qua anh kia cái mình kết thúc ha anh thôi. Đi vô cái bờ này. Bờ này là giao lưu trước, còn quý anh chị em mình cần nguồn thì vẫn lấy cái lô đang lên cơi này. Cái đó tầm khoảng chừng tầng lãi nữa thôi là cái đó lên y chang này luôn quý anh chị. Đâu, đó cô nè. Hoa đi chiền. Hoa này hoa chiền nha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy không? Đẹp ghê không? Mê ly luôn quý anh chị ơi. Ôi, có cái hàng này nè. Màu vàng khá là ấn tượng. Vàng với lại màu trắng nó phối với nhau, đẹp ghê quý anh chị. Hết biết không? Đó. Số lượng thì vườn cả 5-700 cây đang nghe anh chị ơi. Lớn nhỏ thì cũng đều có ha. Lớn thì ở đằng trước nha quý anh chị. Đó, thì ở đây là em quay cái hàng nhỏ chung chung cho quý anh chị mình thôi nha. Giá có, vừa tầm ha. Con cặp này rất là đẹp. Đó, ai sở hữu cặp này là rất là đẹp nha. Đồng chạng với nhau luôn mới ghê chứ. Đó, form rất là đẹp luôn. Quá xá không? Form cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Form tàn đặc quánh và nó xả theo tự nhiên quý anh chị em. Này bệnh cái vàng xương sẵn rồi, về quý anh chị em mình chỉ cần mỗi cần một cái đợt hoa nó rớt á, mình chỉ cần cơi thôi, mình lấy kéo mình tỉa ha. Dạ. Nó sẽ và lên. Những anh chị em nào mà muốn cho nó leo, cái này thì cũng vẫn leo nha quý anh chị. Quý anh chị thì mình cứ đưa mấy này lên hoài thì nó leo hoài lên tới trên mây xanh chảnh luôn. Đó. Nhiều quý anh chị em mình thấy à. Nhiều khi quý anh chị mình hỏi vô dù rồi không leo được là không phải nha quý anh chị, vẫn cho leo được nha. Leo hoài lên nha quý anh chị. Thôi rồi coi cái khúng này nè. Hết biết không anh hoa chị nó ơi. Tốt rồi, nó mướt nó rất là to quý anh chị em nè. Dạ đó. Này bệnh vô vậy thôi đó, quý anh chị mà có cần sỉ lẻ gì thì cứ eBay cho em ha. Đặc biệt thì mỗi cây nó đều có cái giá trị khác nhau quý cô chú anh chị em. Dạ, nên cái form tàn ví dụ quý cô chú anh chị em mình có mua rẻ thì do nó còn một số nó chưa có đặt tàn, nó chưa có phủ tàn hết và cái size nó cũng nhỏ hơn. Dù này người ta làm theo cái kích cỡ nó nhiều, cái thước tất quý anh chị em. Đúng rồi. Lớn nhỏ cái khung như thế nào. Đó, nên quý anh chị em mình xem tham khảo ha. Dạ, nó mình ra đây một cái nữa anh thấy. Quay ở đây cái cận cảnh cho quý anh chị mình coi một cái nữa nè. Đó. Ôi, nè, bên đây là nó đang lên nè quý anh chị. Cái cây tím tiết rồi nè. Ôi giời, cây tím tiết. Không thấy cái lá luôn quý anh chị em. Ghê. Màu bông như cái đĩa bay ha. Dạ, nó đây thì nó đang lên nè. Mới chớm nè. Nè, nó 5 bữa nữa, 7 bữa nữa thôi là cái thằng này y chang cái hàng ở trong kia nha anh chị. Đó. Cái form này mà mình thấy là rất là đặc nè quý anh chị. Dạ. Đó.
lá xanh mướt anh thôi, xanh đen luôn đó. Phơm cực kỳ đẹp luôn, lên rực rỡ. Đây cực kỳ đẹp, thấy nha, từ trên cao xuống nó đang sổ nụ rồi nè. Có cây đó màu ba màu rất là nhu. Đây cây này màu vàng, màu đỏ, màu hồng, đó là được ba màu nha anh chị. Đây hai, hai cây này cũng hơi hay màu trắng nữa anh thấy ơi, cây này tới bốn màu đã nghe anh thấy. Hai cây này cũng na ná nè quý anh chị, hai cây cũng na ná nè quý anh chị ơi, cây rất đẹp. Rồi thì em cũng xin báo với anh chị mình nãy giờ thì cũng quay một số mẫu cho quý anh chị mình ha. Thì vườn thì cũng có nhiều đó quý anh chị ơi. Đó thì em cũng quay một số mẫu cho quý anh chị mình xem nãy giờ rồi. Quý anh chị mình ở xa thì em cũng xin nhắc lại cái giá ha. 1,3 triệu là một cây. Em bao phí ship cho quý anh chị mình đường xe tải 300-400 cây số nha quý anh chị ơi. Em sẽ ghép xe cho quý anh chị mình nha. Và ưu tiên quý anh chị mình tới vườn lấy thì sẽ có cái giá sỉ cho quý anh chị mình nha. Rồi cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị mình đã coi clip này ha. Mong cô chú ủng hộ em ha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Dạ. Rồi thì mỗi cây là giá là 1,3 triệu, bao phí ship, bán kính 300 km quý cô chú anh chị em. Đi đường xe tải nha, chỉ cần ghép xe tải thôi. Về tới nhà quý cô chú anh chị em mình là cây vẫn còn y chang như trong vườn như thế này, không bị rụng hoa, rụng lá. Thì quý cô chú anh chị em mình lấy sỉ từ 10 cây, 20 cây về bán lại thì sẽ có giá tốt nhất, không bao gồm phí ship quý anh chị em. Phó Thái Vi cũng cảm ơn quý cô chú anh chị em luôn ủng hộ nhà vườn và luôn ủng hộ kênh ha. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.